Hồi nãy chị này cho mấy em 100 đô. Cảm ơn mấy chị đi nào. Hôn cái đi. Nè chị mới cho 100 đô nè. Chị này chị đâu đến nè, giờ hỏi chị nha, chị đến từ đâu vậy chị? Tiểu bang Florida. Florida. Mỹ, Florida. Rồi chị về Việt Nam chơi mấy ngày? 6 tuần. 6 tuần. Rồi chị về được mấy ngày rồi? Mới về mới có 2 ngày thôi Mới có 2 ngày thôi. Rồi chị cho em 100 đô này, chị cho tất cả các nhân viên hả? Mấy đứa nó dễ thương quá. Gì hả, em cảm ơn chị nha. Lần đầu tiên chị đến quán em hả? Dạ. Sao em thấy chị vui quá, chị thích nhảy lắm hả? Trời ơi quá luôn, thích nhảy lắm, cha rồi. Rồi em hát cho chị nhảy nha. Này cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố, phố đông người qua. Chờ anh tới sắp đến ngã tư rồi, mình anh khe nói một lòng vẫn vương. Chị nhảy giỏi quá ha. Chị nhảy giỏi quá, chị biết nhảy lâu chưa? Chị thích nhảy hồi là 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm chị đã biết nhảy rồi. Rồi xong năm nay chị được nhiêu tuổi rồi? Chị 54 tuổi. 54 tuổi. Chị có 4 đứa con, 3 đứa con trai, 1 đứa con gái. 3 đứa con trai có vợ hết chưa? Chị có 5 đứa cháu, 3 đứa cháu ngoại, 2 đứa cháu nội. Trời ơi, chị... thôi cũng cảm ơn chị nha, chúc chị vui vẻ mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát lộc, lâu lâu ghé quán em nha. Cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị đã tặng cho 100 đô luôn. Hôn cái nè. Cảm ơn chị nha. Thì bữa nay cũng rất là vui. Thì được chị đến ăn rồi chị lì xì cho mấy đứa. Cho nên là thi sẵn tiện thì đổi luôn 100 đô thì được 2,5 triệu, 100 đô thì có giá lắm. Thì bữa nay là cũng nghỉ Tết rồi cho nên cũng vẫn quay phim để phục vụ tất cả anh chị em dịp Tết chơi vui vẻ thôi. Chứ quán giờ nghỉ Tết rồi nha mọi người. Quán giờ nghỉ Tết cho nên chủ yếu đi chơi, giờ ba khía còn dư. Em sẽ đem đi cho trộm sớm người ăn hũ. Đây nè, 10 hũ này em phát trộm sớm cho người ngủ hũ để ăn vui vẻ. Công việc làm bữa nay thì cũng đã sắp xếp sẵn hết rồi. Bây giờ ngày mai á, là đi chụp hình Tết, ngày mốt thì về quê. Thì cho nên là cũng tranh thủ chúc mọi người năm mới vui vẻ, phát tài phát lộc, vạn sự như ý. Bữa nay mọi người thấy Thi đẹp không? Thôi vậy thì hỏi trai đi. Đây là chồng chị hả? Ông xã ngoại đến từ Vũng Tàu luôn phải không? Đây là con rể hả? Không, con trai. Con trai, đây là vợ ảnh. Đây là con trai, con gái. Ủa, rồi vợ ảnh đâu? Vợ ở nhà rồi. Trời ơi, tưởng là chưa có vợ về làm dâu. Anh đẹp trai quá mà anh ngại. Sao đi chơi với gái không ngại mà chơi với em ngại? Mà đẹp trai chứ bộ, cũng dễ thương. Làm chồng được. Nói chung ra mạnh mẽ ghê á. Không yếu luôn á, trời chắc ghê á. Cái máy tốt quá trời rồi. Kiểu này về đẻ xanh đôi ở Long An. Dạ. Nhưng mà em thấy hồi bữa có đến rồi phải không? Chưa. Lần đầu tiên. Nhưng mà cho hỏi coi, lần đầu tiên ăn cái gỏi của em có thấy vừa miệng không? Bữa nay em nghỉ Tết rồi đó, anh có biết em nghỉ Tết không? Chưa biết. Trai của anh cao mét mấy vậy? 84. 84? Dạ. Chết rồi. Nếu mà trước khi chưa có vợ, chưa có chồng gì á thì lấy em. Dạ. Em muốn đẻ xanh ba. Dạ, ở ngoài đẹp quá trời. Đẹp không? Ôm em cái đi. Ôi mà cao đẹp quá ha. Ôi, còn có người yêu, có bạn trai bạn gái gì chưa? Chưa. Tại vì em cũng đang tìm chồng, còn anh quay phim thì đang tìm vợ. Vì hồi nãy giờ em tưởng anh này là bạn trai của anh. Không phải ha, vui vẻ thôi. Dễ thương quá Hùng Miếng ơi. Đẹp trai quá, cảm ơn em nha. Tưởng ghen nha bà. Dễ thương quá. Trời ơi, 30 mấy tuổi đó bà. Nãy giờ tôi tưởng nó đàn ông. Nhìn không ra luôn á. Rồi sao rồi, lấy chồng hay đổ tan vỡ hoài hay sao? Dạ, nói chung là chưa có ai để ý. Chưa ai để ý hả? Chưa giờ không có quen hả? Không có chơi quen ai cho chồng hả? Dạ chưa. Ủa, cái lấy vợ lần nào chưa? Dạ chưa luôn. Nói chung ra là đang tìm hiểu, đang tìm bạn trai. Nhưng mà anh có cảm giác với trai nhiều hơn phải không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh quay phim đẹp không? Dạ, anh đẹp trai. Đẹp trai không? Thích ảnh không? Anh đang tìm vợ. Anh thích tròn tròn nè, mấp mấp gì nè. Ú ú gì đó, giống như bánh ú vậy đó. Nhưng mà anh ở đâu đến vậy? Dạ, Sóc Trăng. Cho em hỏi coi nãy giờ anh tên gì vậy? Chưa hỏi tên. Tên Lệ chị. Tên Lệ. Dạ. Tên Lệ. Diễm Lệ. Diễm Lệ. Ê, Diễm Lệ. Ôi. Rồi cảm ơn anh nha, dễ thương quá ông xã. Hồi nãy không có bạn gái gì, có bạn gái trời. Diễm Lệ. Rồi ba chồng chịu rồi, năm mới coi mắt Thi luôn. Đó, năm nay trúng mánh luôn rồi kiểu này. Nhưng ba đến từ đâu vậy? Đầu mối. Chợ Đầu Mối. Có bò viên nữa đó, có kêu bò viên ăn không? Uống trà tắc không? Uống trà tát không ba chồng? Nè, chồng tương lai vợ. Quay mặt lại tí coi. Chồng em không chịu, có vợ rồi. Cho nên là nếu mà công khai lên đây vợ thấy đánh ghen cả. Thôi con cảm ơn chú nhậu chơi nha chú nha. Bữa nay thì tất cả các đồ ăn chỉ còn có bao nhiêu đây thôi là hết rồi. Thì cũng rất là vui được phục vụ tất cả các quý bà con cô bác mình. Thì mong rằng quý bà con cô bác cũng xem chương trình á, một cái Tết á,
là năm mới, những gì cũng mới. Mình có thể thay đổi về những câu chuyện, mình có thể thay đổi về những lời nói để cho nó hay hơn trong cuộc sống và tương lai. Bữa nay là Thi còn chỉ trà tắc nè, chỉ còn có trà tắc mới để phục vụ tất cả anh em mình. Với lại chân gà còn có nhiêu đây à? Còn có 100 hộp, 100 mấy chục hộp mà để bán kiếm tiền. Tại vì ngày mai á là phải phát lương cho nhân viên mình Thi. Với lại một cái nữa là vừa phát lương, vừa Tết niên, là cũng như là một năm mình đã làm qua rồi. Để sao? Tại vì Tết nay thì cũng bắt sóng nhiều tập phim, giống như là tập phim rảnh rỗi trong ngoài mua bán, gia đình nè, tụ họp nè, đi chơi nè, đó, và bàn tán công việc. Mọi người thấy năm nay thì trang điểm nhiều không? Nhẹ chưa? Mọi người nhìn thấy nhẹ chưa? Mọi người nhìn Thi với ba có thấy nhẹ không? Sợm ba lại đi, sợm gần. Sương sương hả? Mọi người thấy ba đó, bóc gỏi nhẹ chưa? Nhẹ dữ lắm chưa? Rồi nhịn mén coi chạy bàn nhẹ chưa? Nhẹ dữ lắm chưa? Còn Thi đâm gỏi nhẹ chưa? Nếu mà thấy nhẹ thì mọi người bấm số 1, còn nếu thấy mà kiểu như lố lăng quá mọi người bấm chữ ô. Oh, yeah. Tại vì trà tắc là một cái thương hiệu mà Thi bán rất là nhiều trong suốt thời gian vượt qua 6 năm nay. Nhưng mà Thi đang suy nghĩ vậy nè, Tết nay mà bán không được á thì sẽ chia cho thành viên Thi một nơi, hai đứa theo đèn đỏ đèn xanh bán trà tắc. Giờ đeo vàng quá trời, Tết nay không có đi mua vàng, người giờ bán ế quá, bán vàng hết rồi, cũng vui vẻ, cũng chia sẻ vậy thôi. Nhưng nói chung là vẫn chơi mọi người thôi, có bán vàng mà bán ít lắm chứ không bán hết. Cũng chừa cho con Thiên mới để cho tương lai chứ. Về bán hết rồi lấy gì nữa, nó lấy vợ, lấy chồng, rồi lấy của cải tài sản đâu cho nó. Cho nên cũng nhờ mọi người, nhờ mọi người yêu mến Thi đi. Tại vì ai cũng nói gì nè, cái miệng thì có duyên quá à. Chị chửi, người ta chửi em quá trời mà em vẫn cười. Bây giờ không lẽ em khóc. Bây giờ mọi người coi Thi khóc với cười, với vui nào cờ, giờ phấn khởi nào hay nha. Giờ Thi khóc ra. Đó khóc, giờ cười nè. Cười lên đi cho người ta thoải mái, thoải mái con người ta thấy cười la la. Cái con 13 anh Dũng. Trời ơi anh Dũng, anh đi về có nhớ em không? Không mà anh đi theo em chơi nha. Sao vợ hung em biết không? Hung em biết không? Ôi được trai tân hung một cái trời ơi là trời, đã gì đâu gì đó. Thôi bây giờ đây hết gỏi rồi thì vô đâm gỏi nha mọi người ơi. Ngày mai mấy em lạnh lùng, mấy em có vui không? Vui. Có nôn về quê không? Vui. Bắt đầu ngày mai mình đi về quê. Vui. Cảm ơn tất cả anh chị em, tất cả các thành viên của mình Thi. Cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khách luôn luôn yêu mến. Và đặc biệt ngày mai sẽ có một cái clip rất là đẹp. Và đặc biệt nữa đó chính là clip chụp hình Tết cùng với tất cả các thành viên Minh Thi. Để là một cái kỷ niệm và một cái ký ức riêng tại quán Thi Thi. Xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khách luôn luôn yêu mến. Tất cả anh chị em hãy đến ngày hôm nay là ngày 25 âm lịch nha. Ngày 26 là Thi tạm ngưng quán nghỉ. Cho đến ngày Thi thông báo là ngày mùng 7, mùng 8 Thi sẽ thông báo cho tất cả anh chị em ngày khai trương. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em luôn luôn yêu mến. Nếu cái điều đó sai xúc, mong rằng tất cả quý bà con cô bác thông cảm bỏ qua. Nhân dịp Tết, những chuyện cũ bỏ qua, mình sẽ lấy những chuyện mới để mình luôn chia sẻ cho tất cả anh chị em mình. Và đặc biệt nữa, cảm ơn tất cả anh chị em. Chúc tất cả anh chị em năm mới vui vẻ, dồi dào sức khỏe, mạnh khỏe, kiếm tiền thiệt là nhiều. Và đặc biệt là rảnh rỗi thời gian đến xem kênh YouTube của Thi Thi. Nhớ đăng ký kênh subscribe kênh Thi Thi nha. Và bây giờ đây, Thi Thi sẽ kéo tất cả các thành viên bên Thi đi thuê quần áo chụp hình Tết.